Hello, xin chào cả nhà. Cả nhà có khỏe không? Hôm nay Linh sẽ nấu một món ăn. Món này là món của Thụy Điển nha. Món này đặc trưng. Mà khi mà mới qua thì Linh cũng không có thích ăn lắm đâu. Giờ thì cũng ăn được. Giờ ăn được không sao hết. Hồi đó thì cũng ngán. Nhưng mà giờ ăn cảm thấy ok. Mà rẻ nữa. Đây, giới thiệu cho các bạn xem. Đây, nó có tên là Blood Pudding. Giống như là Blood Pudding có nghĩa là cái bánh bánh làm từ huyết á, từ máu con heo á. Huyết giống mình á, nó màu giống cục huyết của mình đúng không? Nhưng mà nó sẽ cứng hơn. Nó cứng và nó không có nó Linh nghĩ người ta có pha với lại bột bột khoai tây hoặc là cái gì để Linh coi coi thành phần nó là cái gì. Có nước nè, có bột, các loại bột nè, bột bột mì hết ta, có bột mì nè, có dầu, rồi có bột bột từ huyết của con heo nè, có đường, có gia vị này kia. Vậy là nói chung là có huyết pha với nước, với bột. Là cái này rẻ lắm mấy bạn. Có 10 đồng à, 10 đồng một cái này. 10 kruno á, 10 kruno tiền Thụy Điển á. Là một cái này là 500 gram. Và hôm nay Linh sẽ làm hai cái. Đó, Linh làm hai cái. Linh nghĩ một cái thì Linh hai đứa ăn cũng đủ rồi mà Mike á, chồng Linh á, lại muốn làm hai cái. Để coi như là buổi ăn hôm nay là hai cái này là 20 đồng. Rồi bây giờ Linh sẽ bắt đầu Linh cắt nó ra nha. Cho mấy bạn xem nó như thế nào. Khi Linh xuyên Linh sẽ làm ví dụ mà mỗi ngày Linh làm món ăn á, thì Linh sẽ làm món ăn Thụy Điển cho mấy bạn xem nha. Tự nói chung Linh ăn được các món tay ăn được chứ không phải không ăn, có các bạn á, thì ăn được, có một số bạn ăn không được nhưng mà Linh thì cũng dễ ăn á, nên là món nào cũng được, tay ta tàu gì ăn cũng được hết. Đây nó như thế này, nó cứng ngắt rồi mấy bạn. Nên nó cứng ngắc thì cũng được, nói chung là nó cứng hơn cái huyết của mình. Giờ Linh thử, Linh sẽ mở nó ra nha. Nó hít lắm mấy bạn. Đó, như vậy nè. Bạn thấy không? Giờ Linh sẽ cắt ra. Linh thường thường á thì người ta ăn vậy nè. Người ta cắt mượn miếng ra. Bay xuống sàn. Người ta cắt miếng ra như vậy nè. Rồi xong người ta để lên thịt chiên. Nhưng hôm nay Linh sẽ làm một cách khác. Người ta sẽ chiên lên, chiên cho hai mặt, chiên với dầu á, chiên hai mặt xong rồi người ta ăn với lại cà rốt bào, rồi với lại một cái sốt của trái trái mọng nữa. Rồi nếu mình thích mình ăn thêm thịt ngộ, thịt thịt xông khói hoặc là thịt muối. Rồi, nhưng mà hôm nay Linh sẽ không có chiên lên như vậy mà Linh sẽ cắt như hạt lựu nha. Linh làm theo cách khác.
mấy bạn hình dung vậy là mấy bạn biết rồi. Cái cách chiên cổ truyền đó thì là cứ chiên từng miếng lên ăn vậy thôi. Mà hôm nay Linh sẽ làm, Linh chế biến theo kiểu khác để cho chồng Linh ăn thử coi nha. Được không? Là Linh sẽ xắt hạt lựu như vậy. Và chồng Linh cũng chưa biết cái cách này. Giờ Linh sẽ cắt táo, cắt hạt lựu ra nhé. Thôi Linh sẽ cắt hành trước đi. Bỏ lên chảo trước. Cũng xắt hạt lựu nha. Một củ thôi. Táo, giờ đến táo. Táo cũng xắt hạt lựu nha. Trái nha. Bây giờ Linh đã có hai
thành phần táo, cá hạt lựu và hành hành tây cũng tách hạt, xách hạt lựu rồi nha. Giờ Linh chỉ bỏ vô chảo dầu và xào thôi. Linh sẽ có hai chảo nha. Một chảo để xào cái hoa quả, một chảo để chiên cái blue pudding, cái huyết đó. Rồi Linh có hai chảo. Này Linh sẽ bỏ xào củ hành trước. Đây là cái huyết sắc hạt lựu rồi, mình bỏ vô đây. Rồi kế tiếp Linh sẽ bỏ táo vô. Nó đơn giản lắm mấy bạn. Chỉ có điều là mình có quen ăn thôi. Cái blue này, cái huyết này nó người ta đã nêm nên có gia vị rồi nha mấy bạn, muối tiêu này kia vậy, mình thích thì mình bỏ thêm thôi. Cái này chiên nó nhanh nhanh đen lắm, đen tới rồi con vừa chín rồi đó, nó cũng là chín sẵn rồi đó mấy bạn biết không. Về mình chỉ chiên lại cho vậy thôi, chiên lại cho nóng rồi mình ăn vậy thôi. Rồi Linh sẽ nêm một tí muối, muối và tiêu vô cái này một tí nhé cho nó có vị. Rồi tiêu, Linh thích ăn tiêu lắm. Rồi vậy mình xào lên thôi. Mình chiên cho nó đen lên. Nó đen vậy thôi là ý là nó ngả màu á. Mới đầu nó màu đỏ đỏ, cũng màu đỏ đỏ nâu nâu sậm đúng không, nhưng mà mình chiên một hồi thì nó sẽ nâu màu nâu đen. Giờ lên đổi bếp, cái nó to thì mình cần nó to hơn một tí. Cái này thì nó gần chín nó được rồi, rau củ thì mình không cần rồi, để lâu đó. Cái này mình cần có lửa làm bếp to hơn một tí. Thank you.
thấy chưa? Sẫm màu rồi. Bây giờ Linh đã chiên xong cái phần huyết, Linh sẽ bỏ vô chung cái chảo khoai tây với lại táo nha. Mình xào lên thôi. Cho một ít muối vô, một ít tiêu vô. Thơm quá, thơm lắm nè. Đây mấy bạn, thịt xông khói nên bỏ vô nướng rồi đó. Bây giờ nó đã chín rồi, em lấy ra. Giờ Linh đã xong thành phẩm, Linh sẽ bỏ một chút cho trang trí lên nha. Và nó cái món này thường ăn với cà rốt bào sợi vậy nè. Rồi Linh sẽ bỏ lên đây. Rồi và thịt thịt xông khói Linh sẽ bỏ lên đây luôn. Và đến có thịt xông khói rồi, xong bây giờ. Rồi, trang trí sẽ xong rồi, bây giờ mình thêm một gì, một chút sốt. Cái này là cái mứt á. Mứt mứt chua cháy trái liên ngon. Đó, mình bỏ lên. Và ăn khi mình ăn mình trộn lên thôi.